Ok, chào các bạn nhá. Thì Vàng Ngọc chấm vn trong quyết mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy chụp ngay vàng ngọc chấm vn, bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt đơn hàng để mua. trong cái video hôm nay ý, thì mình sẽ sử dụng số tiền mà mình đã kiếm được từ Bitcoin, mình sẽ thử mua lấy một con nạc và mình đi BK nhé bạn nhé. Thì xin lỗi các bạn là trong cái ngày hôm qua là mình gọi là mình khá là bận cho nên mình không ra video cho anh em xem, thì anh em thông cảm mình nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem. Đó, đây đây là Bitcoin nhé các bạn nhé. Thì hồi trước thì mình đã có video gọi là hướng dẫn tích tiền cho anh em đấy. Thì trong 3 ngày thì mình đã kiếm được 1 triệu 2. Thực sự mà nói thì cái số tiền này là nó rất là lâu rồi. Đấy, thì nói chung là hôm nay mình mới làm clip cho anh em xem. Đó, ok. Đây, lịch sử nhận thưởng thì nó là từ ngày mùng 4 tháng 9 đến bây giờ là 14 rồi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Thì tí nữa nếu bạn nào mà muốn chơi cái ứng dụng này mà muốn kiếm tiền ấy thì các bạn có thể là vào cái link này và các bạn tải và các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu này vào để các bạn có thể kiếm được thêm một chút. Và mình cũng thông báo cho các bạn luôn là hiện tại thì mình sẽ dùng cái số coin này để mỗi video thì mình sẽ để giữa video hoặc là cuối video hoặc là giữa video gì đấy, đầu video gì đấy hoặc là trong toàn bộ video, nếu mà mình thấy chỗ nào được thì mình sẽ để cái này, thì mình sẽ tặng cho mỗi video thì mình sẽ để một cái thẻ 10k giấy cho các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình mới đổi được mới thẻ các bạn ơi. Đó, thì mình sẽ ở video này thì mình sẽ thử lạp trước đã để cho các bạn xem nhé. Mình sẽ thử lạp trước, sau khi được xong thì bắt đầu từ video sau thì mình sẽ thử cho anh em xem. Ok, bây giờ mình sẽ sao chép mã này. Ok, đồng ý sao chép. Bây giờ mình sẽ tạm dừng một tẹo nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm nạp nhé, vẫn là cái thẻ vào lấy thôi. Đây, ok, bây giờ mình sẽ bấm nạp và mình đã nạp thành công và hiện tại số tiền của mình có chính là 463.000. Ok, đó cũng khá là ok. Thì nói chung là cái đề nó không liên quan tí nhưng mà thôi kệ đi, mình sẽ dùng lick pick vi minh này đi nghịch lung tung he he. Rồi bây giờ mình sẽ qua PC của mình để mình quay cho anh em xem nhé. Và tí nữa mình ok các bạn nhá. Thì hiện tại mình đã có mặt ở trên PC rồi. Thì nói chung là chủ đề thì nói chung là mình chỉ gọi là cho anh em xem cái thành quả trong vòng 3 đến 4 ngày thôi. Thì nói chung là có rất là nhiều bạn tải thì mình mới được cái số coin như vậy chứ không phải là gì đâu nhá các bạn nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là sử dụng cái con nạc mà hiện tại còn bán trên shop của mình, giá cũng rất là ok. Thì mình muốn gọi là đi PK cho anh em xem nhé, với cái nội tại của nó là 10% sát thương. Đó, skin thì nói chung là cũng rất là ok nhá. Ok, đó. Thế bạn có nhu cầu muốn mua thì các bạn có thể lên web của mình để mua nhá. Bây giờ mình sẽ gọi là cởi giáp đi, PK nhá. Đó, ok. Dạo này khá là bận các bạn ạ. Nói chung là bận thì bận thôi, cũng không quan trọng, không trang trọng nữa đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử đi PK nhá. Và hiện tại thì nói chung là như chả có ai PK hay sao ấy. Mình thấy khá là ấy, tại vì hiện tại mình dạo này mình làm rất là nhiều clip liên quan đến PK. Tại vì mình thích. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gọi là quay ra cuối clip nhá. Ok. Đúng rồi, hiện tại thì mình đang dùng cái cải trang vô hình nhá. À không, cái cải trang ở dơ nhá. Thì cái cải trang này mình thấy khá là ok. Tại vì nó, một là nó có thể là giảm HP người xung quanh để mình có thể PK dễ dàng hơn. Đó, thì nói chung là cũng không có gì gọi là quá nhiều. Nhưng mà đối với một cái link như này thì nói chung mình thấy khá là ổn. Và giá thì mình có để dưới phần. À, giá thì mình có để ở dưới phần mô tả nhé. Thế mình sẽ kèm link cho các bạn nhé. Ok. Không có ai ra. Hình như là không có ai thích PK sao? Chắc không có ai thích PK rồi. À đây 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 đây. Bạn gì ơi?
Ui rồi, đèn 80k khá là phê. Nhưng mà thôi, mình không thích dùng trưởng đấy, mình thích dùng đấm liên hoàn, à đấm demon, tại vì nó tăng 10% mà. Đấy, mình thử PM thử nào. Bây giờ mình test cho các bạn xem, thử xem đấm demon với đấm liên hoàn 7 xem nó tốc độ như thế nào nhé. Đâu ghi nha, tách đẻ cho nó PM. Trang Thành lên kia sấp mặt rồi đấy. Đó. À đủ, thằng kia nó giết đệ mình các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dùng khiên nhanh lên. Khiên, đó ok. Mình đã, hiện tại mình đã dùng khiên rồi. Tại vì mình chơi trên máy tính cho nên là tốc độ xử lý nó khá là ok. Nói chung là mình thấy ổn đấy. Trời ơi, nó choáng như này thì làm sao mà spam được nhỉ? Đẹp. Trời ơi, choáng liên hoàn ạ. Đệ mình sống rồi. Không, đã sống đâu. Đẹp. Fuck. Trời ơi, liên hoàn choáng ạ. Thốn đấy. Thôi thì video này thì mình chỉ thông báo cho bạn như vậy thôi. Thì mình sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn, chất lượng hơn cho các bạn xem nhé. Thì thế thôi, thì nắm thế. Ok, thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye.